Kim cũng không phải là người xấu hay không xấu. Bạn là một người rất bình thường như tất cả những người khác, chàng trai đẹp trai, cao to, có ý kiến riêng, rất là cá tính mạnh, khó tính, rất khó tính với cả phụ nữ. Nếu mà cái mục tiêu to nhất của mình là chỉ là đến đây để thắng cái Vương Miện thôi thì nó rất là chán. Tại vì sau khi mình thắng cái Vương Miện thì cái mục tiêu tiếp theo là gì? Đối với Nhi, đó là mục tiêu của Nhi, nó phải đi vươn xa hơn như Vương Miện hay những chị Nhi, chị Hen Nhi. Cái mục tiêu của người ta là xa hơn những cái đấy, là giúp đỡ mọi người ở những vùng khó khăn, đúng không? Của Nhi thì truyền cảm hứng những người phụ nữ để có thể tự tin hơn, có thể kinh doanh, có thể tự làm business, có thể ủng hộ tất cả những người trẻ để mình có một cái sự nghiệp hay là theo đuổi một sự nghiệp mình một cách độc lập. Xin chào mọi người, mình là Thảo Nhi Lê, rất là vui hôm nay Nhi đến đây cùng với cả Sao Talk. Được biết là Thảo Nhi Lê đang tham gia trở thành một người là ban bình luận chính của một cái chương trình hẹn hò mới ở Việt Nam. Thì cái động lực nào khiến mình tham gia chương trình này, trong khi trước đó là Thảo Nhi Lê rất là ít khi tham gia những cái chương trình gọi là giải trí? Nhi nghĩ là cũng là may mắn và cũng rất là vui là bên chương trình của Đảo Trên Đường nó mời Nhi đến để làm commentator của kiểu như là lần đầu tiên ra mắt của Đảo Thanh Đường luôn. Bản thân Nhi thấy là cái chương trình này là một chương trình rất là hay và cũng rất là mới ở Việt Nam. Thì trước đây thì chưa có nhiều chương trình mà giải trí mà về dating. Thì bản thân Nhi là một người cũng đến bên nước ngoài về kiểu cảm giác như là mình cũng không có ngại ngùng gì để nói chuyện về tình yêu hay những cái câu chuyện mà nó cá nhân hơn. Thì Nhi rất là cảm thấy rất là vui khi mình được tham gia chương trình này và có thể chia sẻ với mọi người nhiều hơn về tình yêu hay những góc cạnh mà Nhi đã trải nghiệm trong cuộc sống của Nhi. Thì Thảo Nhi Lê không biết có bị áp lực không? Tại mình là một cái người mở hàng cho một cái chương trình mới lần đầu tiên phát sóng ở Việt Nam mà có cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam tham gia như vậy, thì cảm xúc như thế nào? Cảm xúc thì cũng chắc chắn là có một chút hồi hộp, tại vì mình là người đầu tiên, nhưng cũng cảm thấy rất là phấn khích, tại vì cái gì mới thì nó cũng sẽ có một cái sự kiểu hồi hộp, nhưng cũng có một cái gì rất là nóng, cháy nóng kiểu trong người ấy. Thì Nhi luôn luôn thích những cái gì mà nó mới mẻ và cho Nhi cảm xúc mà như là thử thách. Và Nhi mong là với chương trình này Nhi có thể có những góc nhìn khác, Nhi có thể truyền cảm hứng cho mọi người được, để mà có thể nhìn được nhiều cái góc cạnh khác mà Nhi bên nước ngoài xuống ra nhìn về tình yêu hay là về dating như thế nào. Vậy khi đi xem những cái chuyển biến tình cảm của những cái bạn đang tham gia Đảo Thiên Đường thì Nhi cảm thấy các bạn như thế nào? Nhi nghĩ là cast của năm đầu tiên Nhi nghĩ là cast vô cùng là tuyệt vời. Tại vì thật sự đối với Nhi trong chương trình giải trí nào cũng thế, là cái cast, những cái bạn thí sinh mà tham gia rất là quan trọng để làm cho cái chương trình mình có nhiều màu, hay là cái chương trình mình nó hay, vui hay chán. Thì tạm chí như thế, cái chương trình năm nay của Đảo Thanh Đường là những cái cast, những bạn thí sinh mà tham gia thật sự là có rất nhiều cá tính khác nhau, nhiều màu khác nhau, đến từ quốc gia khác nhau, như là đến từ Việt Nam, từ Hàn Quốc, từ Singapore, làm chương trình mình nó rất là international. Và tất cả những bạn trong chương trình cũng không ai giống ai hết. Nghề nghiệp cũng khác nhau, cá tính khác nhau, màu sắc từ bề ngoài bên trong cũng khác nhau, làm cho cái chương trình thật sự là thú vị. Thì những cái chuyển biến tình cảm của các bạn trong cái chương trình thì được biết là Thảo Nhi Lê đang độc thân, đúng không? Dạ vâng. Thì khi mà chứng kiến cái tình cảm của các bạn đang nảy nở dần qua từng tập của chương trình thì nó có khơi gợi cái tình yêu của Thảo Nhi Lê bùng cháy lại không? Cũng có một chút, tại vì thật ra là khi Nhi là không phải là muốn nhiều tất cả những người mà commentator mà ngồi đấy mà xem chương trình, thì mình rất là bỏ trái tim và bỏ cái cảm xúc của mình vào trong những cái tình huống đấy. Đôi khi mình cũng cảm thấy tiếc nuối cho bạn này hay cảm thấy rất là vui cho bạn kia. Mình rất là không biết sao nói tiếng Việt Nam như thế nào, nhưng mình cảm thấy như là mình một phần trong chương trình đấy, và mình rất là hào hứng và cảm xúc của mọi người cũng như cảm xúc của Nhi. Mọi người buồn, Nhi buồn, mọi người vui, Nhi vui. Và đôi lúc cũng nổi hết da gà lên khi các bạn đang có những cái thử thách mà rất là mệt mỏi. Vì thế mà thân Nhi thì Nhi không biết trong cuộc sống tình yêu của Nhi có cảm thấy nó rực rỡ, hừng hực lại không, nhưng đôi khi cũng có chứ. Đôi khi mình cũng nghĩ đầu là mình cũng muốn có một cuộc sống có cái dating mà nó cháy bỏng và nó
như các bạn ở trong chương trình ấy, không có thể giải thích được. Thảo Nhi Lê có nói là mọi người vui Thảo Nhi vui, mọi người buồn Thảo Nhi buồn, và nhiều khi mọi người tức Thảo Nhi còn tức hơn cả tức mọi người. Tức hơn cả mọi người đúng. Giống như trường hợp kiểu Mạnh Kiên, yeah, gia trưởng với lại Yuna. Yeah. Thì khi chứng kiến cái tình huống đó thì trên chương trình thì biết là khi mà mình nói ở trên sóng thì mình sẽ tiết chế bớt một số cái cảm xúc của mình, dạ, rồi đúng. Nhưng mà cảm xúc thực sự của Thảo Nhi là lúc đó là như mình thể hiện. Thật ra cũng có lúc mà bạn có những bạn mà nói những câu mình cảm thấy rất nặng nề, rất là kiểu không đúng, thì mình cũng cảm thấy rất là bị tổn thương, tại vì mình cũng có thể mình bỏ bản thân mình vào trong những cô gái đấy hay những chàng trai đấy, kiểu nó gọi là mình đồng cảm với người ta. Và khi mình cảm thấy người ta bị tổn thương hay bị những cái lời nói mà bị rất là không phù hợp thì mình cũng cảm thấy rất là không vui. Hay là những bạn mà tự nhiên đang dating bạn kia xong rồi nhưng quay lại không dating bạn này nữa, bạn đấy bỏ về, bỏ bạn đi xong rồi đi dating bạn khác, cảm thấy mình cũng bị cảm thấy tổn thương. Đôi khi nhưng tất cả những cảm xúc đấy nó cũng như trong thực tế như thế, trong cuộc sống mình cũng như vậy hàng ngày. Khi mình thật đi dating có gặp chưa? Có gặp trường hợp mà chắc chắn rồi, chắc chắn là mình cũng đang kiểu như là mình đang thích một người nào đó đi, đang tìm hiểu. Xong rồi mình cứ nghĩ người ta cũng thích mình. Xong tự nhiên một ngày sau thấy bạn ấy không trả lời nữa, xong rồi đang đi với một người khác, thì chắc chắn là mình cảm thấy tổn thương. Và khi mà mình đã trải nghiệm những cái cảm xúc đấy rồi mà mình nhìn thấy các cô gái, những chàng trai trong cái chương trình đang cũng phải đối mặt với cả những cảm xúc như thế trong thời gian ngắn nữa, mình cũng cảm thấy rất là phải đồng cảm với mọi người. Thì những cái lúc mà Thảo Nhi Lê đang biểu hiện cái cảm xúc của mình sau khi xem thì nó cũng sẽ có nhận những phản ứng gọi là tiêu cực từ mọi người, rồi so sánh những cái màn bình luận của Thảo Nhi Lê với những cái người khác, giống như Diệu Nhi đi. Diệu Nhi rất là kiểu theo style là vui vẻ, hài hước, lúc nào cũng pha trò để mọi người cười. Nhưng mà Thảo Nhi Lê thì đang trong cái tâm thế là mọi người bình luận một cái topic về Thảo Nhi Lê là Thảo Nhi Lê mỏ hổn bất chấp trong chương trình. Có đọc qua cái bình luận đó không? Bình thường thì tại vì bình luận mình đọc nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng tinh thần và cuộc sống của mình cá nhân. Nhưng tất nhiên là có team ekip của Nhi sẽ luôn luôn báo cáo Nhi lại những cái comment hay những cái bình luận mà tiêu cực, mà để cho mình có thể mình phát triển và mình học hỏi lại và mình tiết chế lại những cá tính của mình. Thế nhưng bản thân Nhi thì thấy là thậm chí là ban đầu Nhi là một commentator, Nhi cũng chưa bao giờ Nhi là một commentator cho chương trình nào hết. Thứ hai là Nhi cũng là một người rất thẳng thắn trong cuộc sống cá nhân, những một người rất thẳng thắn như thế nào là như thế. Nhi không bao giờ Nhi nói một câu chuyện gì mà vòng như thế không thích là Nhi sẽ nói không thích. Và Nhi nghĩ là trong chương trình sẽ ai cũng có một cái màu sắc khác nhau cả, nhưng các chị commentator như Hagi Wong hay là chị Dự Nhi hay là anh Hoàng hay là Nhi, ai cũng sẽ có một cái cá tính riêng, một cái màu sắc riêng để mà mình có thể mình làm cái chương trình nó nhiều màu hơn. Và bây giờ nếu mà chị Diệu Nhi đi, chị rất là hài hước, rất là vui vẻ và rất tích cực đi, mà lần nào Nhi ngồi, Thảo Nhi ngồi đây cũng đúng rồi đẹp. Thế thì cái vai trò của Nhi ngồi đấy không có ý nghĩa. Nhi nghĩ là cái vai trò của Nhi ở đây, tại vì Nhi là bản thân là một người cũng khó tính nhưng cũng khắt khe một chút, nhưng cũng thẳng thắn. Nhi nghĩ là Nhi sẽ vẫn chính là con người của Nhi, cái cá tính Nhi như thế. Và Nhi mong muốn là với cái sự khó tính của Nhi hay khắt khe của Nhi hay là cái sự thẳng thắn của Nhi, có thể Nhi đưa ra những cái bình luận nó có thể giúp cho mọi người được một phần nào đó, hay là truyền cảm hứng cho mọi người được. Tại vì Nhi cũng không muốn bây giờ gọi là thảo mai, thì Nhi mong là mọi người có thể hiểu được những cái gì mà Nhi chia sẻ. Tại vì Nhi cũng không đến chương trình này để Nhi làm cho bạn nào bị tổn thương hay là làm cho khiến cho ai trong chương trình này bị buồn cả. Tại vì Nhi cũng chỉ đến đây làm commentator để cho chương trình mình nó có nhiều màu sắc và nhiều góc nhìn khác nhau. Mà comment như vậy thì mọi người đang bị hiểu lầm cái chuyện mà Thảo Nhi Lê đang soi mói những điểm xấu của người chơi quá mức. Thì mình có phản hồi gì về việc này không? Thật ra thì nếu mà Nhi nói thì Nhi khen thí sinh rất nhiều trong chương trình, nhưng tại vì cái tập nó chỉ có giới hạn thời gian thì không phải là mình có thể mình luôn luôn cho tất cả những lời khen của Thảo Nhi vào trong chương trình được. Nhưng thật ra trong chương trình Nhi khen thí sinh rất là nhiều và Nhi cũng ủng hộ cả thí sinh rất là nhiều. Nhưng có lúc thì mình tích cực, thì các bạn xinh đẹp, mọi người giỏi thì mình sẽ khen mọi người giỏi. Nhưng khi mình thấy mọi người có cái hành vi hay là những cái cư xử hay là những cái hành động mà Nhi thấy không phù hợp thì Nhi sẽ nói là không phù hợp. Trong cuộc sống này là không bao giờ có gì đúng hay sai. Mình nói là cái này đẹp thì người khác sẽ không thấy đẹp, người ta sẽ không thích mình. Còn mình thấy nó xấu, người khác thấy nó không xấu thì người ta cũng không thích mình. Thì kiểu gì mình có một cái ý kiến về một cái chủ đề gì đấy thì sẽ chắc chắn là có những người mà không cùng chủ đề với mình thì người ta sẽ không thích. Thì nghĩ là chuyện này mình phải chấp nhận
quan điểm cá nhân mỗi người mỗi khác. Đúng rồi, mỗi người mỗi khác, đúng rồi, chính xác như vậy. Vậy qua những cái tập mà Thảo Như Lê đã từng xem và phát sóng tới hiện tại thì mình thấy là đang thích người chơi nào nhất về cả tính cách lẫn ngoại hình lẫn cái cách cư xử của người ta? Thật ra thì Nhi không có một cái, Nhi không có take position để Nhi không thích một bạn nào hơn bạn nào hết. Đối với Nhi thì trong chương trình này thì Nhi thấy tất cả mọi người có một, Nhi ban đầu Nhi nói là một cá tính khác nhau, một, mang một cái màu sắc khác nhau đến chương trình. Và nếu mà không có Kiên thì rất là chán, đúng không? Không có Yuna thì cũng không có gì nói, không có Michael thì còn buồn hơn, đúng không? Thì nói chung là tất cả mọi người sẽ có một cái cá tính riêng mà có những cái hay, có những cái mà có thể là không hay, nhưng tất cả những cái điều đó làm cho cái chương trình và cái cá tính của con người của mình nó có nhiều màu sắc hơn và nó hay hơn. Bản thân Nhi cũng không hoàn hảo nào, hoàn hảo. Và thí sinh cũng thế, các bạn cũng đến dating show, không ai hoàn hảo hết, ai cũng sẽ có những cái tính cách khác nhau. Vì thế Nhi không có thể nói được là Nhi thích ai hơn, Nhi chỉ nói là tất cả các bạn trong chương trình ai cũng có một màu sắc riêng và như là ai cũng rất là hay. Thì sẵn tiện đang nhắc tới Mạnh Kiên, thì Mạnh Kiên đang thành một cái topic ở trên mạng xã hội như vậy. Yeah. Thì sau nhiều tập thì Thảo Như Lê cảm thấy Mạnh Kiên là con người như thế nào? Đó, những cái phản ứng như vậy có phải là con người của bạn hay không, hay bạn đang cố diễn để câu fan? Cái đấy thật sự Nhi không biết được, tại vì bản thân Nhi với cả tất cả những ban cố vấn thì cũng chưa có gặp thí sinh ở ngoài đời. Chưa gặp các bạn ở ngoài đời, chưa nói chuyện một câu chuyện nào như hello how are you, chưa bao giờ có một cái sự tương tác với nhau ở ngoài đời thật sự. Vì thế Nhi không biết các bạn ở ngoài đời như thế nào, Nhi chỉ biết các bạn trong chương trình như thế nào thôi. Tại vì như tất cả những khán giả cũng thế, mình chỉ có nhìn mọi người qua cái tivi màn hình, thế là hết. Thì bản thân như thế là Mạnh Kiên cũng phải là người xấu hay không xấu, bạn là một người rất bình thường như tất cả những người khác, chàng trai đẹp trai cao to, có ý kiến riêng, rất là cá tính mạnh, thích hài hước, cũng có những cái bạn ấy có những, cũng khó tính, rất khó tính với cả phụ nữ, có những cái tiêu chuẩn về phụ nữ rất là cao. Nhưng cái tiêu chuẩn của bạn ý, ai cũng phải có tiêu chuẩn cao của mình, đúng không? Và ngoài ra Nhi không biết là Mạnh Kiên là người như thế nào ngoài đời, chỉ thấy bạn ý là một người hài hước, khó tính, rất là manly, thả thính giỏi, thả thính rất giỏi. Thì nếu mà một chàng trai thả thính Thảo Như Lê kiểu Mạnh Kiên thì cảm thấy như thế nào? Nhi thì không. Nhi thì tính cách của Nhi thì Nhi không thích con trai mà kiểu quá vù vập với Nhi như thế. Nhi thích là đàn ông nó nhẹ nhàng Nhi một tí và kiểu khác, nhưng Nhi chắc chắn là có rất nhiều cô gái ở ngoài kia thích cái kiểu đấy, thích cái kiểu mà đàn ông đến với mình, người ta chủ động với mình, người ta thả thính với mình, người ta rất là tình cảm, người ta rất là có những cái lời nói rất ngọt ngào. Nhưng Nhi lại không thích nghe những cái lời điều ngọt ngào quá, bình thường thôi, vừa thôi, nhưng tùy cô gái. Thì liệu rằng là cái chuyện mà Mạnh Kiên đang gây một cái sự tranh cãi trong chương trình như thế, thì với kinh nghiệm là một người đã ở trong showbiz một thời gian dài rồi, thì với những cái sự tiêu cực này, Thảo Như Lê nghĩ là Mạnh Kiên về cái câu chuyện cá nhân ngoài đời của bạn á, thì có ảnh hưởng gì nhiều không? Nhi chắc chắn là có chứ. Chắc chắn là có chứ, tại vì không quan trọng là Mạnh Kiên, Thảo Nhi hay là chị hay là tất cả những khán giả mà đang coi chương trình này, thì chúng mình là con người. Không quan trọng mình đến từ đâu, mình làm nghề nghiệp gì, mình là nữ hay nam, ai của chúng mình cũng có cảm xúc. Và khi mà mình bị người khác chê mình, hay là cũng phải chê như người khác mà cho mình những cái bình luận mà rất rất là tiêu cực và rất là nhiều đi ở trên mạng xã hội, nó gọi là cyberbullying, thì chắc chắn là mình sẽ bị buồn, mất cảm xúc, mất tinh thần thoải mái. Vì thế Nhi cũng bảo là bản thân Nhi là một người ở trong showbiz, nhưng Nhi ít khi Nhi đọc những comment tiêu cực ở trên mạng xã hội. Thường thường Nhi sẽ để cho ekip của Nhi đọc những cái điều đó và sẽ báo cáo lại anh Nhi. Tại vì cuộc sống mình vẫn phải tiếp tục, mình vẫn phải đi học, mình vẫn phải đi làm, mình vẫn phải cải thiện con người của mình hàng ngày. Vì thế Nhi chắc chắn là Mạnh Kiên cũng sẽ cũng có những cái ngày mà cảm thấy rất là buồn, hay cảm thấy phải suy nghĩ lại về bạn con người của mình. Nhưng cũng có thể coi nó một cách tích cực hơn là nó cũng là một cơ hội cho mình. Tại mình tham gia một cái reality show thì để cho mọi người để ý đến mình thì cũng là một điều tốt. Khi mình tham gia một cái chương trình reality show mà không có một người nào nói về mình, không có một người nào để ý đến mình, thì chắc chắn là mình cũng thất bại. Mình tham gia những chương trình này để cho người ta ngắm mình, nhìn mình, bình luận về mình, nói về mình, thích mình hay ghét mình cũng được, nhưng mình phải có
một cái gì đó thì mình thành công được. Thì bởi vì Nhi nghĩ là Kiên cũng có một chút nào đó, đừng nói để ý, là cũng một chút nào đó thành công. Còn cái tiếp tục cái bước tiếp tục của Tia Kiên ấy là gì là quan trọng, là dù mọi người tiêu cực với Kiên như thế nào nhưng Kiên tiếp tục sẽ làm cái gì để truyền cảm hứng cho mọi người, thì có thể lái được lại cái sự tiêu cực đấy thành tích cực được không, thì cái đấy là cái quan trọng mà Kiên đang phải làm. Còn ngoài ra thì Nhi cũng luôn luôn nhưng chỉ muốn chia sẻ với Kiên là cố gắng lên, tại vì Kiên đâu phải là người như thế đâu, Nhi nghĩ là Kiên cũng đâu đến nỗi. Thì như Thảo Như Lê có chia sẻ là Mạnh Kiên tham gia chương trình và có những cái biểu cảm, những cái lời nói như vậy khiến mọi người chú ý Mạnh Kiên nhiều hơn so với cái dàn kia. Thì nhớ lại cái thời mà Thảo Như Lê mới bắt đầu tham gia Hoa Hậu rồi cũng bị mọi người lời ra tiếng vào. Thì lúc đấy mình như thế nào? Tại vì lần đầu tiên mình tham gia Hoa Hậu thời điểm đấy là mình cũng đang bắt đầu gia nhập vào con đường showbiz, đúng không? Đúng rồi. Thì thời điểm đó là những đối mặt với những cái bình luận tiêu cực giống như Kiên hiện tại cũng vậy. Khi mà bạn đối mặt với những cái bình luận tiêu cực khi mình mới bắt đầu tham gia một cái chương trình thôi, tại vì nó quá trời, nó toàn là tiêu cực không? Quá trời. Thì lúc đó Thảo Như Lê có... Nhưng mà nghĩ là... Chui ơi, ai cũng phải vượt qua và như vượt qua rất nhiều lần trong trong cái thời gian mà Nhi vào showbiz rồi. Thì nếu mà Nhi thua ở Mũ thì cũng có cái hôm mà chắc là mọi người ai cũng nhớ. Cái hôm mà Nhi đi catwalk fashion show của Miss Universe 2022, Việt Nam 2022. Và hôm đấy Nhi đi catwalk mặc bộ đồ hay là make up của Nhi không được kiểu phù hợp với cả cái layout của Nhi. Xong rồi đi lên trên màn hình không được đẹp, xong mọi người mới chửi là mình vừa xấu, vừa ghi catwalk xấu rồi làm cho mọi người thất vọng. Tại mọi người kỳ vọng vào mình nhiều quá, nhưng cái sự xuất hiện của mình làm cho mọi người không có mất tin tưởng và hy vọng về Thảo Nhi Lê. Mất tin tưởng mất tin tưởng với Thảo Nhi Lê. Thì lúc mà mình cũng cảm thấy mình cũng đâu làm gì đâu mà mất tin tưởng, nhưng mà thì tự nhiên bị mọi người chửi trên mạng rất là nhiều, làm cho mình bị mất tinh thần. Và Nhi nghĩ là Nhi cũng mất tinh thần cả vài ngày, và Nhi cũng mất tự tin. Nói thật Nhi mất tự tin. Và lúc mà Nhi khóc lên khóc xuống, và Nhi khóc với cô giáo, khóc với quản lý là tại sao Nhi không thể Nhi đi catwalk được, tại sao Nhi không đi catwalk được bằng tất cả những thí sinh khác. Nhưng cái vấn đề là không phải là Nhi không đi được, mà là vấn đề là trong đầu của Nhi ấy. Là không phải Nhi không đi được, mà trong đầu của Nhi mất tự tin. Xong rồi mình phải lấy lại cái năng lượng đấy, lấy lại cái tự tin, cái sự tự tin đấy. Tại vì mình biết là mình phải nhắc nhắc bản thân mình là ở ngoài kia có rất nhiều người khác đang tin vào mình, bố mẹ, gia đình, bạn bè, fan, mọi người đang ai cũng đang đằng sau lưng mình để ủng hộ mình. Thì mình cố gắng lên, thì mình cố gắng lại thôi. Xong rồi nghĩ là mình sẽ lấy lại tinh thần và mình tích cực lên, và mình sẽ vượt qua những ngày mà tiêu cực đấy. Trong vòng 3 tháng rồi, ngày nào cũng chỉ 4 tiếng và quay từ sáng đến đêm, và quay mà phải đẹp, phải make up luôn luôn lộng lấy, tóc tai luôn luôn perfect, xong luôn luôn phải rất nhiều năng lượng mà thể hiện bản thân và đẹp, rồi phải nói chuyện hay, rồi truyền cảm hứng. Bây giờ Thảo Nhi Lê có thấy là mỗi một cuộc thi Hoa Hậu qua mỗi năm, cuộc thi nào một năm bây giờ là có rất nhiều cuộc thi Hoa Hậu nổ ra. Nhưng mà cứ hễ cuộc thi nào đăng quang Hoa Hậu xong, người ta sẽ đi soi cái cô Hoa Hậu kia ngay lập tức và nói là ô cái cô Hoa Hậu này không xứng đáng, đáng ra là phải chọn cái cô Á Hậu này mới đúng, được cho người ta lên làm Hoa Hậu đi, tại sao lại chọn một cái người này. Tức là cuộc thi nào sau khi đăng quang xong cũng bị nói là không phù hợp, không đúng tiêu chí, tại sao lại chọn như vậy. Thì có đang thấy là cái gu chọn Hoa Hậu của khán giả đã khác, hay là do cái tiêu chí của ban tổ chức đang muốn chọn một cái người hoa hậu khác hơn so với thời của Thảo Nhi Lê? Thật sự như tất cả những cô gái mà đã tham gia một cuộc thi hoa hậu thì ai cũng xứng đáng để mà có thể có một cái vương miện của chính bản thân mình, đúng không? Không có ai là xứng đáng hơn ai hết, chỉ là cũng một phần là cái sự may mắn với cả cái trải nghiệm trong cuộc sống của mình là đến đâu, đôi khi là đúng thời điểm nữa. Có thể là những cô gái mà không được đi xa, có thể là không may mắn, hay là không đủ trưởng thành, hay là có những cái cư xử hay cái cách nói chuyện chưa được phù hợp, hay là cũng chưa đúng thời điểm, hay là cũng là số phận. Nói chung là nó có nhiều thứ để mà lý do để mà tại sao mà các cô gái không trở nên là hoa hậu được. Có như không biết là cái có phải là gu mới của khán giả không, hay là tiêu chí của chương trình, như không biết. Nhưng Nhi nghĩ là chúng mình cũng thoải mái với cái việc đấy và happy đi. Nhi nghĩ là mình sẽ vui cho cái những cái cô gái mà đã được đăng quang. Để thật ra như thế là các cô gái ai cũng phải chịu khó rất nhiều, phải vượt qua rất là nhiều thứ để mà các cô có được thể được đi xa như thế. Mất nhiều mồ hôi, mất nhiều đam mê, mất nhiều thời gian, sức khỏe, tất cả mọi thứ để các cô gái được đi xa như thế. Thì trong lúc khi mà mình xem những chương trình Hoa hậu đấy, mình enjoy nó. Chương trình cũng một phần là
truyền cảm hứng, một phần là giải trí. Nhưng mình đừng có khắt khe với các cô gái quá. Có nhiều cô gái hoa hậu bây giờ còn 2K. Cô gái như thế nào ấy, còn mình đừng khắt khe với các cô quá. Các cô cũng còn trẻ mà, như thế mọi người cũng giỏi. Cái thời điểm mà mới đạt danh hiệu Á hậu thì Thảo Như Lan có từng nói là mình không dám nhận cái danh xưng này. Tại sao lại như vậy? Tại vì mình phải nỗ lực nhiều mà. Mình nỗ lực nhiều để mình đạt được như vậy, tại sao lại không dám nhận? Không phải không dám nhận, nhưng bản thân Nhi thì bản thân Nhi bây giờ như vẫn như hồi xưa ấy, Nhi cũng không thay đổi gì nhiều đâu. Bạn bè của Nhi vẫn chơi với cả bạn bè của Nhi hồi xưa, cũng không thay đổi gì hết. Nhi vẫn là Nhi, Nhi vẫn là con người ngày hôm qua. Và dù Nhi là có cái gọi là title ấy, cái danh xưng nữa, cái danh xưng gọi là Á hậu đi, nhưng Nhi vẫn không thay đổi, Nhi vẫn là con người như thế. Mình vẫn có những đam mê y hệt như thế, mình vẫn có những cái nỗ lực như thế, và mình cũng cái tính cách của mình vẫn như thế. Chỉ là mình có nhiều thử thách hơn trong cuộc sống và áp lực hơn thôi. Vì như là như, nhưng mà trong mắt khán giả thì cho dù là Á hậu hay Hoa hậu vẫn cần có một cái sức hút riêng với khán giả. Thì Nhi nghĩ là những cái cô Hoa hậu, Á hậu sau khi đạt danh hiệu đó thì nên làm gì để mình vẫn giữ được cái sức hút, chứ không phải là trong mắt khán giả thi Hoa hậu là xong. Thi Hoa hậu xong là mình có cái sự đổi đời, mình được người ta nhìn ra nhìn vào nhiều hơn, mình có nhiều mối quan hệ với nhiều người khác hơn, thậm chí là mối quan hệ chân dài đại gia chẳng hạn. Thì cảm thấy là những cô hậu nên làm gì? Nhi nghĩ là cái quan trọng nhất ấy, cái quan trọng nhất khi mà mình tham gia một cuộc thi là cái mục tiêu to nhất của mình là gì. Nếu mà cái mục tiêu to nhất của mình là chỉ là đến đây để thắng cái vương miện thôi thì nó rất là chán. Tại vì sau khi mình thắng cái vương miện thì cái mục tiêu tiếp theo là gì? Đối với Nhi, đó là mục tiêu của Nhi, nó phải đi vươn xa hơn cái vương miện. Hay những chị Nhi, chị Hen Nhi, cái mục tiêu của người ta là xa hơn những cái đấy, là giúp đỡ mọi người ở những vùng khó khăn, đúng không? Của Nhi thì truyền cảm hứng những người phụ nữ để có thể tự tin hơn, có thể kinh doanh, có thể tự làm business, có thể ủng hộ tất cả những người trẻ để mình có một cái sự nghiệp, hay là theo đuổi một sự nghiệp mình một cách độc lập. Thì tất cả những cái hoạt động của Nhi và cách mà Nhi sống của Nhi, cuộc sống cá nhân của Nhi phải theo cái tư duy đấy. Nhi không có thể Nhi nói với mọi người được là phụ nữ mình phải độc lập, xong rồi bản thân Nhi là một ngồi ở nhà không làm gì hết. Nhi phải là làm gương cho tất cả những người trẻ, là Nhi là một người cô gái cố gắng làm việc, theo đuổi đam mê của mình, không bao giờ bỏ cuộc và làm đến cuối. Và tất cả những cái năng lượng đấy mà Nhi trải trong cuộc sống của Nhi, truyền cảm hứng cho những người trẻ xung quanh của Nhi, có thể thậm chí là nhân viên, bạn bè hay là những follower của Nhi. Và mình phải có cái mục tiêu, nó phải xa hơn là cái sự chiến thắng. Tại vì chiến thắng nó chỉ là một lần thôi, nhưng cuộc sống mình còn dài lắm. Khi mình làm một cái điều gì đều đặn là mình sẽ thành công. Và chị Hen là một cái biểu tượng cho cái việc mà mình đều đặn làm cái việc đấy, và không bao giờ ngừng, không bao giờ thôi và không bao giờ bỏ cuộc. Thì Thảo Như Lê có muốn gửi lời gì đến các cô gái sắp tới đang có dự định đi tham gia các cuộc thi nhan sắc không? Bản thân Nhi thì Nhi nghĩ là nếu các cô gái ở ngoài kia mà đang muốn thử thách bản thân mình, muốn trải nghiệm một cái gì mới, thì không quan trọng là cuộc thi hoa hậu hay cuộc thi gì đó, nhưng để làm một cái gì mà mọi người có thể đột phá lại được, tìm lại bản thân mình, hay là vượt qua được chính con người của mình, thì mọi người nên làm. Mình còn trẻ, mình có rất nhiều thứ mình có thể trải nghiệm được. Một cuộc thi hoa hậu hay một cuộc thi giải trí nào đấy, hay là The Voice, nói chung là có nhiều cuộc thi lắm, thì mọi người đừng có sợ. Vậy thì cái chuyện mà Bùi Khánh Linh lẫn bạn Thu Uyên khi mà tham gia Đảo Thiên Đường đi, thì có thấy là các bạn đang gọi là mượn chương trình để làm mới cái hình ảnh của mình không? Nhưng không nghĩ thế, tại vì Đảo Thiên Đường nó là một chương trình dating show, nó cũng không làm hình ảnh gì mới hết, nó là một chương trình giải trí. Mình đến đây để mình một phần là giải trí, một phần là tham gia để vui, tham gia để có thể tìm được một người bạn mới. Như chưa nói là mình đến đây là mình tìm được tình yêu, tại vì tình yêu nó rất là phức tạp. Tình yêu trong vòng 2 tuần không thể tìm được. Có những người cả cuộc đời còn chưa tìm được tình yêu được, như bản thân nhìn thấy có kẻ hôm nay còn chưa tìm được, hiểu không? Thì làm sao mà trong một cái chương trình 2 tuần mà tìm được một cái tình yêu tức thì gọi là tình yêu kiểu mãi mãi được, đúng không? Thì những các cô gái cũng tham gia chương trình này để mà có một cái trải nghiệm mới, tìm bạn bè mới, có thể có một cái cách để mình thể hiện được tính cách mình nhiều hơn. Tại vì một cái chương trình dating show chắc chắn là mình có thể thể hiện được cái tính cách của mình nhiều hơn là những cái show khác. Nhưng mà bên cạnh những cái chuyện mà thể hiện tính cách nhiều hơn đi, thì nhiều khán giả người ta cũng nói là
Là một hoa hậu, là một á hậu thì mình nên tham gia những cái chương trình từ thiện thôi. Mình chỉ nên tham gia những chương trình mang ý nghĩa nhân văn thôi, truyền cảm hứng thôi. Bây giờ mà lại tham gia một cái chương trình hoa hậu như vậy, một cái chương trình hẹn hò đây như vậy thì nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều. Thì là một đàn chị đi trước đi, tạm nhiên thấy cái điều này như thế nào? Như thế mình nên cởi mở một tí, sống cởi mở lên. Tại vì những cái cô gái như thế, hay bản thân Nhi mình cũng là con gái mà, mình cũng là một phụ nữ, một con gái mà đang cũng tìm tình yêu. Cái chương trình hẹn hò nó không có cái gì mà nó đánh giá được cái con người mình là người như thế nào. Nó là một cái chương trình hẹn hò tìm bạn bè, tìm maybe tìm love, nhưng nó không có thể đánh giá một con người được, một người phụ nữ được, là người ta không có phù hợp với chương trình này. Và chắc chắn là các bạn ở ngoài cuộc sống các bạn cũng sẽ làm những cái chương trình hay làm những cái dự án vì tình nguyện. Cái đấy là không phải cần phải đưa lên mạng xã hội, không phải cần quay phim lên. Cái đấy là những cái điều mình làm từ trong trái tim của mình. Đúng không? Không phải là mình đi từ thiện tiền là mình phải đăng lên Instagram story. Ok, mình vừa từ thiện bao nhiêu tiền này ABC, đúng không? Mình từ thiện là mình từ thiện tại vì mình muốn từ thiện. Mình làm những cái dự án ấy vì mình muốn làm, không cần phải chia sẻ với ai hết. Nhưng mà nếu mình không đăng lên thì người ta không biết. Xong người ta sẽ nói ô cái người này tại thì sao là mọi người nghĩ thôi, còn Nhi bản thân Nhi không thích cái kiểu đấy. Mà có rất nhiều người giàu, có rất nhiều người rất là giàu, người ta tự thiện rất là đều đặn, người ta cũng đâu có đăng lên mạng là hôm nay mình mới được tự thiện. Nhưng mà dựa trên cái hình ảnh của mình đang là một hoa hậu, một á hậu, một cái người đại diện cho một cái hình ảnh nào đấy đi, cho một cuộc thi nào đấy, thì người ta đang hy vọng là mình sẽ làm được nhiều cái hơn, mình làm nhiều cái điều gọi là truyền cảm hứng cho giới trẻ hơn, nhân văn hơn. Nhưng mà bây giờ mình làm nhưng mà mình không đăng lên thì không ai biết hết. Người ta lại chạy vào trang cá nhân của mình để người ta tấn công là cái cô này tại sao đăng quang, sao không làm gì hết, chỉ lo kinh doanh thôi. Như tại vì là lo kinh doanh thôi, lo nói những cái điều nó lớn lao thôi. Còn những cái điều mà giúp cho những người khó khăn như thế này không thấy nhiều. Nghĩ là có người này người kia. Thế trong xã hội này có rất là nhiều người có một cái mục tiêu khác nhau. Và nếu mà tất cả mọi người ở đây làm bác sĩ, đúng không, để giúp đỡ người khác, thì ai làm bệnh kinh doanh? Ai làm bệnh nhân? Ai bán TV? Ai bán cốc nước này? Ai làm nước? Ai làm đồ ăn? Mỗi một người trên thế giới gian này sinh ra để có một cái mục tiêu. Có thể là một người làm camera, một người làm phim, một người làm giải trí, một người làm bác sĩ, một người làm kiến trúc sư. Nói chung là hay là Nhi hay là chị Hen làm tự thiện vì những chị đang làm rất là hay. Hay Nhi là vì truyền cảm hứng cho phụ nữ. Nói chung là ai cũng sẽ có một cái mục tiêu riêng để mình focus vào. Mình không có thể làm hết được. Khi nó một người cá thể như Nhi mà làm tất cả mọi thứ, muốn làm tất cả mọi thứ chắc chắn Nhi sẽ không thành công. Mình phải làm, mình phải focus, phải tập trung vào một điều mình đang làm, mình làm tốt, mình làm cái điều đó thôi. Còn những điều gì mình không làm tốt, mình làm ít đi. Còn không có thể làm tất cả mọi thứ được. Thì có phải những cái định kiến của khán giả bây giờ ấy là do các cuộc thi hoa hậu đang biến tướng nhiều hơn, hoặc là cái số lượng cuộc thi hoa hậu nó nhiều quá nên khiến cho mọi người có cái nhìn nó khác hơn về các cuộc thi nhan sắc? Nhi nó cũng không có thể là một phần, tại vì khi mà có cái gì nhiều quá nó cũng không tốt. Nó bị tại trà, đúng không? Khi mà nó nhiều quá, cái gì cũng thế trong cuộc sống, cái gì mà nhiều quá nó sẽ bị loãng ra. Vì thế khiến cho mọi người có thể là mọi người khó tính hơn, hay mọi người có cái nhìn nhận vì hoa hậu khác, hay là cảm thấy là bây giờ ai cũng là hoa hậu. Hồi xưa rất ít hoa hậu, bây giờ là có thể ra ngoài đường cứ một hai cô là hoa hậu rồi, đúng không? Mỗi nhà phấn đấu hai hoa hậu. Đúng, chính xác. Vì thế mọi người cảm thấy khó tính. Còn ngoài ra thì các cô gái cũng ai cũng cố gắng thôi. Thì một phần là cũng do năm như năm vừa rồi là hơn 60 cuộc thi hoa hậu trong một năm, mà những cái cuộc thi hoa hậu trên thế giới nó không có nhiều kiểu để cho mọi người công nhận là một cuộc thi lớn, nó không có nhiều. Rồi trong nước bao nhiêu 60 cô hoa hậu trong một năm thì đi thi cuộc thi nào cho hết? Không có đủ thực thi, không đủ thi cuộc thi để thi. Như thế là dù mình thi cuộc thi hoa hậu nào, hay là mình có một cái danh xưng như thế nào, mình title như thế nào, thì không quan trọng. Tất cả những người đấy là những người, là con người, là một phụ nữ, một con gái, và ai cũng cố gắng để theo đuổi đam mê của mình. Và chỉ mong là sau khi mọi người đăng quang xong, hay là làm một cái dự án gì, hay tốt nghiệp xong, thì mọi người có thể tìm được cái con đường riêng của mình, để mình có thể làm những công việc gì mình cảm thấy mình hạnh phúc, mình thỏa mãn, và mình truyền cảm hứng cho người khác hay là không. Còn nghĩ là những cô gái mà đăng quang xong mà cũng không biết mình phải làm gì, các bạn cũng rất là mệt, cũng rất là buồn. Đôi khi cũng có nhiều bạn rất là trẻ cũng chưa biết định hướng mình như thế nào, cũng hoang mang.
Vì thế mình cũng đừng có khắt khe và khó tính với người ta quá. Người trẻ người ta cũng đôi khi cần cái sự ủng hộ và sự gọi là dẫn dắt của một người mà đi trước thì có thể tìm được cái con đường của mình, để mình có thể làm được những cái công việc nó phù hợp với cái nghề nghiệp của mình. Còn mình cũng nên đừng nên khắt khe với các cô gái đấy quá. Các cô gái cũng nhiều bạn rất trẻ. Thì mình quay lại một xíu về cái chuyện là đăng quang hoa hậu hoặc là đăng quang ác hoặc là đạt danh hiệu á hậu xong thì bị soi mói đời tư. Đặc biệt là về mấy chuyện tình cảm đi. Như cô hoa hậu nào mà quen đại gia một cái là thì hoa hậu đã đạt để quen đại gia đó. Còn là ví dụ như có một cái trường hợp nào đó mà không quen đại gia, giống như Khánh Vân hoặc Hồ Hèn, không có phải là quen một người đó đại gia đi, thì mọi người lại quay xe sang gọi là so sánh người này với người kia. Ồ, tại sao người ta cũng hoa hậu, người ta không quen đại gia đi mà những người khác lại đi quen đại gia? Thì đúng rồi, ý như bảo là làm cái gì cũng không đúng. Kiểu gì cũng không đúng. Bây giờ mà Nhi trong chương trình mà Nhi cũng cái gì cũng ha ha, good good rồi đẹp đẹp thì mọi người sẽ nói như Thảo Mai. Khi mà Nhi lên Nhi kiểu khắt khe, Nhi kiểu khó tính, Nhi kiểu phân tích ra tất cả mọi thứ thì cảm thấy Nhi là kiểu một người tiêu cực, soi mói đúng không? Nhưng nói chung là mình không thể mình làm tất cả mọi người hài lòng được. Và trong tình yêu thì mình yêu đại gia không quan trọng. Quan trọng là các cô gái nỗ lực làm việc và có đam mê riêng của mình. Mọi người có thể lấy một người chồng mà có thể không giàu hơn mình, nhưng bản thân mình phải có đam mê và có cuộc sống riêng của mình. Mình không có thể mình dựa vào trong cái người đàn ông cả cuộc sống của mình hết được. Và khi người ta không yêu mình nữa thì mình ngồi đấy không có gì hết à? Hiểu không? Mình quan trọng là không phải chồng mình là ai, quan trọng là mình là ai. Thế còn mình hạnh phúc, mình cảm thấy hài lòng với những gì mình làm thì chắc chắn sẽ có một người đàn ông đến với mình, nó phù hợp với cuộc sống của mình và người ta ủng hộ những gì mình đang làm. Đôi khi mình chỉ cần cái sự hợp nhau, ủng hộ nhau trong cái tình yêu thôi. Còn cái việc mà gọi là đại gia hay không đại gia nghĩa là không quan trọng. Vậy Thảo Nhi Lê có nghĩ là nên công khai người yêu với khán giả không? Thế thì những cái tùy mọi người. Nhưng Nhi là một người rất là thích chia sẻ cuộc sống của Nhi với mọi người. Công việc, cuộc sống, đi chơi, mua sắm, nói chung thích cái gì Nhi sẽ chia sẻ với một người gia đình của Nhi này kia. Nhưng có những người ta sống rất khép kín thì người ta không thích chia sẻ thì mình không chia sẻ. Nghĩ là mình nên chia sẻ cái gì mình cảm thấy thoải mái. Khi mình cảm thấy mình thoải mái hay mình ready thì mình cứ chia sẻ về tình yêu của mình đi. Còn mình cảm thấy mình đang chưa ready hay mình muốn giữ cái tình yêu đấy riêng cho bản thân mình thôi thì mình cứ giữ riêng cho bản thân mình. Tại vì không ai bắt mình phải chia sẻ những cái gì mình không muốn chia sẻ. Mạng xã hội là có cái sự tự do. Mình có thể tự do mình quyết định mình chia sẻ cái gì. Rồi mình quay lại đến cái chuyện chia sẻ đi. Khi mình đang sẵn sàng mình chia sẻ cái người yêu của mình rồi, mình đang rất là hân hoan, mình muốn mọi người biết là mình đang yêu cái người này rất là thấm thiết, mình muốn tiến tới một quan hệ lâu dài với người này, chia sẻ lên không, anh này không hợp với cô đâu, anh này không hợp với chị đâu. Chắc là hồi đó cái cảm xúc của mình như thế nào, có bị gặp trường hợp này chưa? Cũng có lúc hồi xưa Nhi cũng có những người yêu mà Nhi cũng chia sẻ trước đây, Nhi hay chia sẻ về cuộc sống của Nhi thì cũng có lúc người ta nói là ui anh này trap boy lắm, không hợp với chị đâu, hay là anh này lùn lắm, hay là anh này không đủ đẹp trai với chị, hay là anh này không xứng đáng. Nói chung là có rất nhiều ý kiến, nên cuối ngày là mình có hạnh phúc không. Và Nhi yêu người đấy vì Nhi cảm thấy hạnh phúc, Nhi bên cạnh anh ấy vì anh ấy cho Nhi cảm xúc an toàn, cảm giác được yêu, cảm giác được là phụ nữ. Thì mình chỉ cần cái cảm giác ấy thôi. Còn người khác nghĩ gì về mình hay nghĩ về quan hệ của mình thì cứ kệ mọi người đi. Tại vì thật ra người ta không phải là người trong cái mối quan hệ này để người ta có thể đánh giá được cái mối quan hệ này. Mình cũng không thể đánh giá được về cái mối quan hệ của người ta, mình không ở trong cái câu chuyện đấy. Tại sao lại dùng cái từ là cảm giác được là phụ nữ? Cái bình thường không phải là phụ nữ. Nhưng biết sao, nhưng khi mình yêu một người đàn ông mà nó hợp với mình ấy, người hợp với mình ấy, mình không phải gồng. Mình không phải là strong woman, cố tỏ ra mạnh mẽ. Đúng rồi, mình không phải tỏ ra mình mạnh mẽ hay là mình đây mình phải gồng, mình strong woman này kia. Mình có thể là công chúa được, mình có thể là phụ nữ được, mình có thể yếu đuối được lúc mà mình cần phải yếu đuối. Tại vì mình biết là có anh ấy bên cạnh để anh ấy che chở mình, và anh ấy luôn luôn anh sẽ ủng hộ mình và đứng sau lưng mình. Khi mà người phụ nữ mình có người đàn ông như thế thì chắc chắn là cái người đó là người đúng hợp với mình ấy. Khi mà mình là người phụ nữ, mình đang yêu một người nào đó, đàn ông nào đó, mà mình cảm thấy mình luôn phải gồng lên, phải cố gắng, phải mạnh mẽ, phải cứng quá thì nó không phải là nó không đúng, nó không matching ấy. Nhi cảm thấy như thế.
Thì cái hình ảnh Thảo Nhi Lê đang thể hiện lên cho mọi người thấy là Thảo Nhi Lê là một người mạnh mẽ, làm được tất cả mọi thứ, tôi làm được hết. Làm được hết. Nhưng mà khi mà với người yêu mình có show ra cái mặt gọi là nhõng nhẽo, bánh bèo. Ôi dù có chứ, tất nhiên rồi. Ôi dồi ôi, bình thường. Kiểu đúng không, mình mẹ như hay nói là con không được, con mạnh mẽ là đúng rồi, nhưng con phải biết đôi khi phải biết làm như nào, mới nói như nào tiếng Việt Nam. Mẹ như hay nói là con mạnh mẽ là mình biết rồi, nhưng con phải đôi khi cũng phải biết diễn là mình yếu đuối một chút. Đúng không? Mình mạnh mẽ nhiều quá đàn ông người ta không có gì làm. Nhưng mình mở chai nước được, nhưng mà mình cố tình mình không. Đúng mở rồi, được. Chính xác, nhưng mình mở chai nước thì ai chả mở được đúng không? Yeah. Nhưng mẹ anh ngồi cạnh nó, anh ấy mở cho em. Anh ấy thích lắm, anh ấy kiểu anh mở cho em đúng không? Anh gì đâu. Người ta cảm thấy người ta được rất là được, mình cần người ta. Đôi khi phụ nữ mình mạnh mẽ trong công việc của mình đi, trong sự nghiệp của mình đi, mình mạnh mẽ với con cái của mình đi. Nhưng với đàn ông mình không cần phải mạnh mẽ quá. Mình để cho đàn ông người ta mạnh mẽ với mình, để người ta có thể cảm giác người ta đàn ông. Mình cho phép người ta làm đàn ông, chinh phục mình, và mình có thể cho phép bản thân mình làm một cô gái, công chúa. Thế ok. Thì với cái việc mà mình đang tham gia rất là nhiều hoạt động kinh doanh hoặc là hoạt động nghệ thuật nữa, thì mình cân bằng giữa những cái việc này như thế nào? Ui, cái từ cân bằng là một cái từ rất là khó. Yeah. Nghĩ là có rất là ít người trên thế giới này mà có thể cân bằng được cuộc sống gia đình, bạn bè, công việc, cuộc sống cá nhân. Để mà cân bằng được tất cả những cái việc đấy thì nghĩ là phải cần thời gian. Và Nhi cũng cố gắng, nói chung là một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, chắc là 8 tiếng là đi ngủ, còn lại thì mình phải làm việc. Thì Nhi cũng cố gắng sắp xếp thời gian tốt nhất có thể để Nhi vừa kinh doanh được, vẫn nói chung là lãnh đạo được nhân sự của mình, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người trên mạng xã hội, vẫn làm content, tạo content, đi sự kiện, tham gia những cái show giải trí. Nói chung là mình cũng phải sắp xếp rất là nhiều thứ, nhưng cũng may mắn là mình có một ekip rất là mạnh. Không thì mình không làm được điều này. Nếu mà mình không có team chắc chắn là không làm được. Vậy có lúc nào mà mình cảm thấy kiệt sức tới mức mình muốn bỏ hết mà không làm cái gì chưa? Kiệt sức thì có lúc mình cảm thấy kiệt sức mà Nhi rất là stress, rất là áp lực với cả công việc của Nhi. Nhưng để mà nói mà Nhi muốn bỏ tất cả mọi thứ thì không. Tại vì Nhi biết là Nhi bỏ bao nhiêu thời gian và bao nhiêu công sức trong bao nhiêu năm vừa qua. Và khi mình nghĩ đến cái việc mà mình bỏ cuộc ấy thì nó rất là phí. Nhưng không bao giờ bỏ cuộc. Có thể Nhi mệt mỏi, Nhi rất là stress. Có thể Nhi một ngày Nhi tắt tất cả mọi thứ offline, Nhi đi du lịch đến nước ngoài 2-3 ngày, Nhi quay lại đầy năng lượng lại, làm việc tiếp, sắp xếp công việc của cuộc sống lại. Còn Nhi không bao giờ có cái cảm giác, cái suy nghĩ là Nhi muốn bỏ cuộc. Tại vì khi mình có cái suy nghĩ mình muốn bỏ cuộc rồi là mình đã thua rồi. Cái đấy là cái suy nghĩ của Nhi. Thì với cái việc là mình làm cái gì cũng có kế hoạch. Yeah. Sắp xếp cái này cái kia. Vậy Thảo Nhi Lê có một cái kế hoạch cho tình yêu của mình không? Là bao giờ thì sẽ có bạn trai, thời gian nào có bạn trai, thời gian nào thì stop không yêu nữa, hoặc là thời gian nào lấy chồng sinh con. Mọi người xin chia sẻ với Nhi khi ai có kế hoạch về tình yêu. Tại vì Nhi không biết làm kế hoạch về tình yêu như thế nào. Tại vì buồn cười, tại vì tình yêu mình không có thể kế hoạch được. Tại vì tình yêu nó gắn kết với nhiều cảm xúc. Tức là tình yêu là hai người, không phải một người. Sự nghiệp là mình, bản thân mình có thể sắp xếp được cuộc sống của mình, tại vì nó chỉ là sự nghiệp của mình. Nhưng tình yêu ấy, nó là hai người. Để mà sắp xếp được cái điều đấy, như là bao giờ có gia đình, bao giờ đám cưới, ở đâu sống, đâu mua nhà đầu tư, thì những cái điều đó phải có cái người kia bên cạnh mình để mình sắp xếp cùng nhau. Và khi mình có cái người partner, cái người mà yeah, partner bên cạnh mình ấy, thì lúc đấy mình mới lên kế hoạch được. Như hiện tại trong công việc của Nhi, trong cuộc sống đi chơi là bạn bè này kia, nhưng trong tình yêu Nhi rất là cổ điển. Nhi muốn là có một người chồng, hai đứa con. Tại vì Nhi muốn là gia đình của Nhi có cái sự chia sẻ của một người phụ nữ và một người đàn ông. Cái đứa con có thể biết được cái tình yêu của người cha như thế nào, tình yêu của người mẹ như thế nào, và lớn lên bằng cái tình yêu của hai người thì có hiểu được cái yin yên yang. Tại vì đôi khi mình lớn lên mà mình chỉ có biết tình yêu của mẹ thì nó bị thiếu một cái gì đó. Thì Nhi muốn là, mong muốn là có thể có một cái gia đình mà có cả hai được. Khi bây giờ mình đang vẫn ngồi đây một mình ấy, thì mình chưa kế hoạch gì hết được. Thì Nhi mong là Nhi sẽ tìm được một người nào đó mà phù hợp với mình, ủng hộ mình trong cuộc sống của mình, yêu thương mình, thì lúc đấy mình có thể lên kế hoạch được. Yeah. Nhưng cũng mong muốn là có thể có con trước khi 35 tuổi. Đó là lý do tại sao đi chữa chứng hả? Dạ đúng. Thì kế hoạch là sẽ có con trước 35 tuổi.
Mong là như vậy. Hồi xưa lúc Nhi nhỏ là Nhi mong là có đứa con trước khi 30 tuổi. Tại vì thấy mẹ mình cũng truyền cảm hứng cho mình. Mẹ mình là 24 tuổi là sinh ra Nhi. Và mình cũng nghĩ là mai mốt mình 24 tuổi mình cũng sẽ có con. Thế mình 24 tuổi mình mới học đại học xong mình nghĩ thôi mình không ready đâu. Xong bây giờ 29 tuổi mình vẫn chưa ready. Thì thằng Nhi có gửi lời gì đến các cô gái sắp tới đang có dự định đi tham gia các cuộc thi nhan sắc không? Nhưng cái mà Nhi muốn chia sẻ với mọi người là khi mà mình tham gia một cuộc thi sắc đẹp đi, thì mình luôn luôn ngoài ra cái sự trải nghiệm của mình, cái trải nghiệm của mình hay là cái vượt qua chính con người của mình, thì mình có cái mục tiêu xa hơn nữa không? Tại vì nếu mình đến một cuộc thi hoa hậu mà mình chỉ đến để muốn thắng thôi thì nó chán lắm. Mình đến cuộc thi hoa hậu để mình có trải nghiệm, có những bạn bè mới, học hỏi gì thêm, có tài năng mới. Và mình có một cái mục tiêu xa hơn nữa, như là truyền cảm hứng hay là đi từ thiện, hay là có những cái cơ hội để mà làm những cái điều to hơn, lớn lao hơn. Thì mọi người hãy hết mình, đừng bỏ cuộc. Cảm ơn Thảo Nhi Lê đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến Sound Talk cùng với Thảo Nhi Lê. Mong là mọi người thích interview này. Hẹn gặp lại.